Hiệp thông trong thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse và xin ơn tha tội, cầu cho các linh hồn, hai linh hồn Giuse Anna, hai linh hồn Maria và Giuse nhân 37 năm, cầu cho các linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì dịch tễ và chiến tranh, các linh hồn các tu sĩ, các linh mục. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ngày thứ bảy trong tuần, chúng ta đặc biệt kính Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ giờ đây ban ơn tha thứ và đón nhận từng người chúng ta. Còn anh chị em, để tham dự thánh lễ sốt sắng, hãy ăn năn thống hối tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đèn, vì với tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các con và anh chị em, cùng cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Tiên tri Isaiah. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của người phủ đền thờ. Các thần sốt mến đứng trước mặt người, mỗi vị có sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh phủ chân và hai cánh để bay. Các vị đó luân phiên tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa. Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và đền thờ đầy khói. Tôi thưa rằng: Vô phúc cho tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn. Mắt tôi trông thấy Đức Vua, người là Chúa các đạo binh. Nhưng lúc đó có một trong các thần sốt mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà Ngài đã dùng cặp gấp lửa trên bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lỗi ngươi được xóa bỏ, tội của ngươi được tha thứ. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: Ta sẽ sai ai đi
và ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi liền thưa: Này tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vân uy quyền, Ngài đã thắt long đai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Và Ngài giữ vững đĩa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai bao của Ngài thiết lập từ muôn thuở, từ đời đời vẫn có Chúa. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Lời chứng báo của Ngài rất đáng tin. Lạy Chúa, sự thánh thiên là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn đời. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Alleluia, Alleluia. Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Môn đệ không hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng. Và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời thì thầy sẽ tuyên xưng người đó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt người đời thì thầy sẽ chối nó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nhớ lại cách đây vài chục năm, vào tháng 10 năm 1978, khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II Ngài mới vừa được bầu Giáo hoàng, thì theo thông lệ của các đức Giáo hoàng ở tại Vatican, trong khi chờ đợi để bầu Giáo hoàng thì dân chúng đứng ở phía dưới ở quảng trường Thánh Phêrô đông đảo lắm. Và
Các Đức Giáo Hoàng vì thế sau khi được bầu làm giáo hoàng, các ngài đứng ở ban công của đền thờ Thánh Phêrô từ phía trên để chúc lành và để cầu nguyện với dân chúng, để ra mắt cũng là để chào dân chúng. Ở đang khắp nơi ở trên thế giới đã vậy, nhưng đặc biệt là khách hành hương tại giáo đô. Thưa anh chị em, thì trong ngày đầu tiên, giây phút đầu tiên được bầu làm giáo hoàng của mình, đứng ở ban công đền thờ Thánh Phêrô cũng như bao nhiêu vị giáo hoàng khác, Đức Gioan Phaolô II đã ngỏ lời, những lời đầu tiên bắt đầu trở thành giáo hoàng của Hội Thánh Công Giáo, đó là: anh chị em đừng sợ, đừng sợ, hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô. Lời đầu tiên của vị giáo hoàng nổi tiếng của thế kỷ thứ 20. Và lời đừng sợ đã trở thành lời cửa miệng của vị giáo hoàng trong suốt những năm trong triều đại giáo hoàng của mình. Tôi vẫn nhớ lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II rất nhiều lần ngỏ với nhiều đoàn hành hương, và rất nhiều lần viết trong các sứ điệp, trong các thông điệp, ngài đều mời gọi đừng sợ. Đặc biệt ngài vẫn nhắc đi nhắc lại đừng sợ phải sống theo Kitô giáo, đừng sợ phải sống theo giáo lý của Chúa Kitô, đừng sợ phải làm chứng cho Chúa Kitô, vân vân. Đó là những lời mà nhiều lần trong những năm tháng cai quản Hội Thánh Công Giáo, một vị giáo hoàng của thế kỷ 20 đã từng nhắc nhở dân Chúa. Và những lời đừng sợ này, lúc bấy giờ khi tôi nghe, tôi chưa có hiểu nhiều. Nhưng thưa anh chị em, sau những năm vào chủng viện, rồi sau đó trở thành linh mục, bắt đầu đọc lại, suy nghĩ lại những trang kinh thánh, thì mình mới thấy rằng, à, hóa ra vị giáo hoàng nói tiếng đừng sợ không đâu xa, mà nó đã là lời của kinh thánh từ ngàn xưa. Sai bất cứ ai ra đi để loan báo tin mừng cứu độ, Thiên Chúa đều mời gọi họ đừng sợ. Trong ngày sai ông Môi-se đến với dân Chúa và tuyển chọn ông để ông trở thành nhà giải phóng dân tộc, từ đó lo việc giải phóng cho người Israel ra khỏi đất Ai Cập trong cảnh nô lệ lầm than của họ, Chúa đã mời gọi ông Môi-se rằng: ngươi đừng sợ, ta ở cùng ngươi. Sau này khi nói với A-a-rôn là những người cộng tác để trở thành những con người giúp đỡ cho dân Chúa một cách khẳng khái hơn, quyết định hơn về đường lối của chính mình trên dân Chúa, Chúa cũng ngỏ với nhà A-a-rôn đừng sợ. Và khi sai các ngôn sứ của người, khi sai các tiên tri của người ra đi, nhiều lần Chúa cũng mời gọi đừng sợ. Chẳng hạn như hôm nay trong bài đọc một trích sách tiên tri Isaiah, mặc dù không nói lời đừng sợ, nhưng trước sự run sợ của tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã cho ông nhìn thấy thị kiến lạ lùng. Ở đó ông đã thấy các đạo binh thần của Thiên Chúa thốt lên lời mà hằng ngày anh chị em và tôi vẫn ca tụng Thiên Chúa, là đứng một Thiên Chúa đứng thánh vô cùng, đứng thánh đến nỗi loài người, những loài thụ tạo khác đã phải tuyên xưng người không phải một lần thánh mà là ba lần thánh. Thánh, 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 chúc tụng Chúa đứng vô vàng là đứng thánh như thế trên các tầng trời, trên các đạo binh thần, vân vân. Và trước sự run sợ của tiên tri thì Chúa đã sai một vị thần gấp
những than hồng bỏ vào lưỡi ông để thanh tẩy ông. Ý muốn nói rằng từ nay ông sẽ trở thành người rao giảng lời Chúa, ông sẽ trở thành những chứng tá cho Chúa ở giữa dân của người, để ông can đảm, để ông có thể đến với dân mà không run rẩy, không sợ hãi, mặc dù không nói lời đừng sợ, nhưng trong hành động ấy cho thấy Chúa muốn ông can đảm để trở thành ngôn sứ, trở thành tiên tri cho dân Chúa, trở thành người trung gian giữa dân và Chúa, giữa Chúa và dân. Để rồi trong tin mừng hôm nay cũng vậy, một lần nữa trong rất nhiều lần, Chúa Giêsu vẫn nói với chúng ta đừng sợ. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn trong địa ngục. Đừng sợ, thưa anh chị em, một lần nữa lời đừng sợ này vang lên để củng cố đức tin của chúng ta, để củng cố lòng can đảm của chúng ta, như Chúa đã từng củng cố lòng can đảm của tiên tri Isaiah cách riêng và là cách chung của tất cả mọi người Chúa sai ra đi. Các tông đồ của Chúa cũng vậy. Rồi đến biết bao nhiêu những vị tử đạo trong cuộc đời này, các ngài cũng đã chấp nhận đổ hết dòng máu của mình để minh chứng cho danh Chúa, để làm sáng danh Chúa giữa thế giới này. Với lời đừng sợ, các ngươi đừng sợ những kẻ bắt bớ các ngươi, đừng sợ những kẻ giết các ngươi hãy minh chứng cho danh của ta giữa muôn người. Các tử đạo hết lớp này tới lớp khác đã ngã xuống, đã đổ máu mình. Và chính trên quê hương chúng ta, nơi đây chúng ta cũng đã mang danh của vị tử đạo là cha ông của mình, Thánh Giuse Tuân, để từng ngày khi chúng ta nhắc đến vị trí của mình, nhắc đến địa danh của mình, giáo xứ Thánh Tuân, chúng ta biết rằng nơi đó là nơi của những con người can đảm, là nơi của những con người không biết khuất phục thế gian, là nơi của những con người không biết sợ là gì, để chúng ta sống với cha ông trong đức tin, để chúng ta xứng với danh của vị thánh mà mình chọn làm bổn mạng của mình, sống xứng với đức tin mà mình muốn noi theo vị bổn mạng, để trả lời với Chúa chúng ta, chúng con sẽ can đảm. Ngày truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, Tổng lãnh Gabriel cũng không nói gì khác, nhưng cũng đã mời gọi Đức Trinh Nữ đừng sợ. Đừng sợ bởi Chúa ở cùng bà. Thì ngày nay cũng vậy, chúng ta sống giữa thế gian, sống giữa cuộc đời này, chúng ta phải là những con người can đảm. Nguyện xin vị tiên tri của Chúa, tiên tri Isaiah nói riêng, và nguyện xin tất cả những con người Chúa sai đi đã can đảm làm cho danh Chúa rạng sáng. Nguyện xin các tông đồ của Chúa xưa cũng đã ra đi, mặc dù các ngài trước đây đã từng là những con người khiếp đảm sợ sệt. Đã có lần Thánh Gioan ghi nhận rằng các tông đồ ở trong nhà tiệc ly run rẩy và đóng kín cửa lại vì sợ người Do Thái. Nhưng sau đó các ngài đã bung mở cửa nhà mình ra, để không phải chỉ bước ra khỏi nhà, bước ra khỏi thủ đô Jerusalem, mà các ngài đã bước lên dòng thời gian của cả thế giới để minh chứng Chúa của mình. Thì tất cả những bằng chứng đó trở thành những bằng chứng sống đức tin và can đảm làm chứng cho đức tin của chúng ta. Xin Đức Mẹ Maria, đứng được mệnh danh là nữ vương các thánh tông đồ, được mệnh danh là nữ vương các thánh tử đạo, cũng sẽ là đứng dạy chúng ta lòng can đảm, giúp cho mình không bao giờ biết khuất phục là gì, nhất là đứng trên đôi chân của chúng ta với ơn Chúa, với đức tin, với lòng mến của mình, chúng ta sẽ là những con người không bao giờ khuất phục thế gian, không bao giờ để cho danh Chúa lụng bại trong đời mình,
mà phải là những con người can đảm, luôn luôn sống cho danh Chúa, sống cho đức tin. Muốn điều đó, trước tiên anh chị em và tôi cũng hãy thanh tẩy mình, và cũng hãy xin Chúa thanh tẩy. Như xưa, đứng trước uy linh của Chúa là đứng vô cùng thánh, là đứng đến ba lần thánh, thì tiên tri Isaiah sợ hãi đã được Chúa thanh tẩy bao nhiêu. Ngày nay chúng ta cũng cần được Chúa thanh tẩy bấy nhiêu. Như xưa Chúa đã gấp than hồng để thanh tẩy lưỡi ông, thì nay chúng ta xin lửa mến của Thánh Thần Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, thanh tẩy cuộc đời chúng ta, thanh tẩy từng ngày sống, để chúng ta sống cho Chúa, để chúng ta can đảm đứng trước những gì có thể mời gọi chúng ta đi theo nó ở giữa thế gian này, mà chống trả lại nó để trở thành những chứng nhân cho Chúa ở giữa đời này. Trước hết, chúng ta phải là người được thanh tẩy để không còn tội lỗi, và quyết tâm sống không bao giờ xúc phạm đến danh Chúa, đến thánh ý của Người, xúc phạm đến lề luật của Người. Sau đó, chúng ta nói cho mọi người biết về danh Chúa của mình bằng đời sống chứng tá và bằng lời nói. Mỗi người hãy là những con người can đảm làm cho danh Chúa được rạng sáng, làm cho đức tin của mình được phát triển, và làm cho vị thế của một tiên tri, của một tông đồ mà ơn gọi của chúng ta mang trở thành bung ra khỏi những gì trong cuộc đời nhỏ nhoi, trong cuộc đời bé con của mình, để chúng ta sẽ là những Kitô hữu đúng nghĩa là Kitô hữu, nơi con người mình có Chúa Kitô ở cùng, nơi con người mình sẽ là làm cho Chúa Kitô được lan tỏa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá, đã cứu chúng con khỏi chết muôn đời và từ cõi chết sống lại. Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngồi đến muôn dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chiêu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse, Anna, Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng.